Khỏe không bà Mười? Bà Mười với ông Mười, A Di Đà Phật. Đây là hoàn cảnh thứ bảy mà thiện nhân với anh Huy tới thăm. Nhớ chứ. Trời ơi. Trời ơi. Ông Mười bà Mười hiện tại là đang nuôi một đứa cháu bị da cam với bị tâm thần. Cái thu nhập chính là bằng dừa thôi à, nhưng mà dừa ở Bến Tre thì dừa Bến Tre đang rất là rẻ. Mời bà Mười, mời mời khỏe không? Khỏe. Ông mình đi vô nhà đi nhìn cái lưới y như là được cái là ở dưới quê thì có đất đồng thôi, nhưng mà quý vị biết không, chủ yếu là cuộc sống của bà con ở đây á là thu nhập vô cái nông sản, hai trái cây hai bữa này kia bán thôi, nhưng mà cũng tùy nhà nào có bữa cam thì khá ăn chút, còn mà dừa là dừa bây giờ đang bị rớt tan nát giá luôn. À, cho nên rất là rẻ, cho nên là đây cái em này nè, Tết năm nay ông mời trợ cấp của cái 72 của người bị nhiễm chất độc da cam á. Là nhờ Tết này là được trợ cấp là 720 tiền em đó thôi. Ừ, thì chỉ có ủa vậy đó. Ông mười. Ông mười 80 cho. 79. À, 79 vậy. 79 chưa? Hay không chị thấy không? Trời ơi, 79 vui vẻ. Được lãnh tiền người già. Ủa nhưng mà nhờ cũng vậy già muốn chết rồi chưa xét nữa hả? Chưa phải 80 mới được chứ. Ủa vậy hả? Nhỏ nhỏ thôi con, nhỏ thôi. Ủa rồi à? Rồi Tết nay ông Mười bà Mười có bán dừa bán trái cây này kia được không? Không có bán gì đâu. Không có bán gì hả? Rồi không có bán gì tiền đâu xài. Hôm nay bên Mạnh Đô Thường Quân có gửi cho bà con mình lì xì ăn Tết, nên con đại diện nhờ chị Hiền liên hệ với ông bà Mười. Dạ, con gửi bà Mười tiền 500.000 ăn Tết. Bà Mười lại đây. Gặp mắt cũng yếu nữa. Bà Mười đi, bà Mười với em qua đây đi. Đi làng hoàng, đứng làng hoàng, đứng lại. Ở kệ đi thôi. Em sửa cái miếng giấy, em sửa. Dạ. Đứng nè. Dạ. Dạ gì vậy? Bên Mạnh Thường Quân của con cũng có gửi 500.000 cho ông Mười về ăn Tết nha, để cho giàu ấm nha. Chúc ông Mười thật là nhiều sức khỏe nha. Con cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Gì nữa, gì khóc nữa, sao đi sáng giờ đi tới đâu khóc chứ? Có hả, chị có được cho gạo rồi, có được nước mắm, nước có mùi thịt heo, có một vịt gì chưa, có khổ qua dùng thịt gì chưa, chiều đi chơi, chiều rồi, chiều đi chơi, nói tới đâu khóc tới đó mệt. Thôi ông Mười bà Mười giữ gìn sức khỏe nha. Đây cũng vợ thì cũng con, nó cũng con cháu nó cũng lo nè. Ủa mà thường bữa ví dụ như ông Mười bà Mười là bán dừa hay bán trái cây gì hàng ngày được không? Hàng tháng không? Không, không có dừa. Ủa đây mình không có dừa khô thì nó có mấy cái dừa mặn nè, chết đâu, chết hết rồi. Mà dừa khô giờ cũng bị rớt giá nó đâu đúng, có giá. Đúng rồi, nhờ được có cái vườn không mà không có bán được gì hết trơn. Đúng rồi, không có nói nữa. Vậy là cái này là chị cho hàng tháng luôn hả? Không, hai tháng thỉnh thoảng thôi chứ cũng không có gì. Có là chị xin được thì tại vì hai người già rồi cái thằng đó bệnh. Em chất độc da cam mới là mỗi tháng là anh được 720 hả? 720. Ủa vậy là tính ra ông Mười là đang sống nhờ với đồng tiền đó. Đúng rồi. 720 mỗi tháng 720. Trời đất ơi. Nói lên đó. Là mới. Mới lên mới được 720. Mà sống được 720 của các em đó, tính ra 3 người một tháng 720. Xin lỗi nha, có chó mèo gà các thứ nữa. Nuôi phải cho phải rồi bệnh hoạn nữa chứ đâu phải người ta biến còn còn tính ra một tháng chưa được 1 triệu nữa rồi điện nước cáp các kiểu rồi sao cha nó mận á, cha nó mận gì, mận trên công ty á, lâu lâu tỉnh thoảng cũng gửi gì nó tỉnh cũng tỉnh thoảng mới gửi hả, nó cũng phụ gì cho nó cũng trời mà muốn cũng khổ. Dạ, công ty nó cũng bất bên lắm, đứng ngoài đà làm giám đốc còn khổ mà.
Dạ rồi, xin phép. Có cái lo nhiều khi ảnh ở trển, em có cái lo ở trển. Lo, lo cho nên là thôi bây giờ có ít ăn ít, có nhiều cũng ăn ít. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà kệ thì băng dữ lắm. Chỉ lãnh về cái mua gạo, mua nha, thùng sữa, thùng mì tôm. Bây giờ chứ. Bây giờ đây mình có 1 triệu rồi mình mua cái gì ta? Tính ra chiều nay đi chợ mua chắc vài ký ổ qua thịt nữa. Sau năm nào Tết mình cũng ăn khổ qua mà khổ. Khổ qua khổ. Rồi mua vài cái khổ qua là làm gì nữa? Với miếng thịt gì kho vậy. Có gì nữa? Còn thịt cá tiệu là nhiều lắm mà. Mua gì nữa? Thì để dành ra riêng. Gạo. Gạo hả? Gạo, mua gạo ăn vậy. Có mua bánh mứt hay gì không? Cũng có hổng mấy nhà tài trợ cũng có cho này kia nọ. Vậy là mình đỡ mua ha. Đỡ mua. Nhưng mà ông Mười, bà Mười bây giờ là có thiệt khỏe không hay là trong mình có bệnh gì không? Mà khớp đi lên hổng lên lên gạo nó đi xuống gậy. Khớp hả? Khớp. Khớp là ông trị hết. Ông hết.